Đẹp quá mọi người. Hiện tại thì ở đây sóng điện thoại rất là yếu, thế nên là mình không có được ảnh. Đẹp quá anh em ạ. Toàn dân tộc. Đấy, anh em. Cho cô dâu lên sóng luôn. Bây giờ chỗ nào ạ? Anh Son ở đâu? Trong này đâu? Thôi đi vào thôi. À, đẹp lắm. Cho lên YouTube nhá. Ok. Thôi mình sẽ trực tiếp nhá. Review cảnh cho các bạn xem. Đi đi. Như búp bê nữa. Đi. Hello, vẫy tay nào, vẫy tay nào. Đấy, tí đó mọi người. Nào. Vẫy tay chào mọi người đi nào. Anh quay. Để em đi. Đây, đang quay đây này. Chụp với chị gì? Bông chụp đi. Rồi, ok. Con gái xinh rồi anh em ạ. Anh đây đi đường này dễ vào. Đưa cho anh lọ gôm, anh vuốt tóc cho chú rẻ cái. Đi đi xuống kia đi. Lọ gôm trong này anh. À mấy nhỏ. Vừa lúc lấy treo hai đứa trẻ con ấy, buồn cười quá đấy nào. Bảo bố mẹ về hết rồi, về đây thì lạ thôi, là buồn thiu hơn. Mấy em sang bên này, xanh cả bên này nữa. Xanh cả bên này thì nó mới cân. Đấy, rồi. Được rồi. Trong được rồi. Mở đâu bố biết. Bây giờ đi ra ngoài. Ở xung quanh nào. Ô gái nhá. Con hoa như nào đây bà nhá. Đây này. Rồi, ok. Nào. Bên ngoài là. Nào, làm đi. Nào. Làm đi các bé ơi. Làm đi. Ồ đây nào. Một. Ồ ồ lên. Nào, 1 2 3 ồ nhá. 1 2 3. Nhìn con dâu chú rể kìa, Ồ đẹp quá. Nhìn con dâu chú rể kìa. Nào làm lại. Tiến lại đây đi. Tiến lại đây đi. Tiến lại phía chú nào. Cầm một cái váy này, cầm một cái đấy. Quay mặt ra đây, một chút vải nữa. Nào, quay mặt ra đây. Ôi, có bị tạm đâu. Anh hỏi cầm ấy. Đấy, con quay mặt ra đây. Anh lên ở trên rồi. Đeo một cái vải. Em ơi, quay mặt ra đây đã. Có vải đẹp đấy. Đi. Ôi, cô dâu đẻ con gái rồi. Đi. Nhiều con gái. Nào. Đẹp, cảm ơn. Rồi. Rồi đi xuống đây đi. Đến đâu à? Hello. Hẹn các chú mai ở đồi trẻ trái tim nhá. Ra đồi trẻ trái tim nhá. Chú rể lại già hơn nhỉ. Đâu mình xách máy. Đi xuống đi.
biết biết ơi chị cửa. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Bạn bạn đâu một tí. Để con cầm cái. Đứng đây đi, đứng đây đứng đây. Cái đấy gặp gọn vào được không? Cầm đây cho anh Sơn này, để chị cầm đây. Chị thích đi tìm cỏ mới mà. Con đi xem này em ơi, đi xem này. Lao thế. Đi ra nữa đi, đi ra nữa. Ok, rẻ vào đi em. Rồi, tất cả buông phái là 1, 2, 3, thả tay ra, 1, 2, 3. Thả tay. Lùi 5 bước, được chứ. Chị đang đi hái mận treo lên ngọn đó chị ơi. Chị đi xem ngào quá, em hái đi. Treo lên ngọn đó. Quên. Dạ. Em chào đâu, em hái cho chị đi. Ngon ạ, chị ăn thử chưa? Ăn thử đi. Ăn thử thôi má. Ăn ngon không? Ngon. Em. Đấy. Đấy, cái quả cao cao kìa. Nhiều quả to. Bé bé mồm. Không vì gì. Em đằng sau đầu em ấy. Đây là quả chín. Ở sau đầu em. Đấy. Ngoài cạnh ngoài kia kìa. Quyết, hai quả ngoài đây này. Đấy. Làm gì? Hái gì ấy? Mận. Ơ thế cứ chụp bọn trẻ con này à anh Sơn? Bé nó cứ thích thế. Nào. 1, 2, 3, tua. À cho kiểu hàng nữ một bên, hàng nam một bên chi kiểu kéo con. Cô dâu, anh Sơn chụp kiểu cô dâu ngồi ở tảng đá như kiểu mấy bạn kia các bạn đứng xung quanh ấy. Ngon không? Hả? Thấy chưa? Đó. Hả? Thấy chưa chị bảo mà ngon mà. Mấy giờ các cháu phải về nhà? Nhưng mà thôi, bây giờ thôi. Sang bên này đi em, không việc gì, thoải mái mà. Cái này đầy, cái này bao nhiêu? Cái này nhiều này. Cái nào chị? Cái này. Này, nhẹ thôi nhá, nhẹ thôi. Kéo nhẹ thôi nhá, không phải kéo thật đâu. Đừng kéo thật nhá. À, để anh này. 1, 2, 3. Kéo đi, 2, 3, kéo. Kéo thật nào, kéo thật. Chị ơi, con thấy. Ok, cái quần nó cho là
còn con chu mà kéo lên được mà. Kéo được không? Mời chú giải kéo kéo sách lên cho. Váy chân váy này làm 6 miếng này làm có váy đàn ông không à? Có. Ui giời. Đàn ông chứ. Còn đàn ông mà quần. Quần đàn ông ấy. Ừ, có. Thế những cái khen mà để mà thổi cầm đấy thì để không ở đây người ta lại không bán những cái đạo cụ ấy nữa nhỉ? Bán chứ. Nhưng mà một bộ này là bao nhiêu tiền bà? Một bộ ấy. Ủa? Thì theo này 600. 600. 700. Sao đắt thế nhỉ? Đắt chứ. Nhưng mà nó là vải mà, nó không tốt bằng vải bình thường này được. Không tốt. Cái này thì làm thế mà. À, theo tay ạ. À, cái này là làm bao nhiêu lâu thì xong một cái vậy? Cái này 20 ngày được một cái áo. Một chân váy này, một chân váy cái này là làm một năm được một cái thôi. Wow. 6 miếng mà. 6 miếng 7 miếng. Quá nhiều. Lại đấy. Nhưng mà cái vải này làm bằng sao nó giải váy lại chứ? Cái này làm bằng gì nhỉ bà nhỉ? Theo chỉ. Theo chỉ cái này thì theo mà. Đấy. Theo á? Cái này theo à. Tưởng là làm bằng cái gì cây gì ở trên đồi lấy tước á chứ. Chỉ. Cái này chỉ mà. Này chỉ Liên này, chỉ Liên làm thôi mà. Còn trẻ con đã về hết rồi. Thế nha, chúng tôi vừa nghỉ và đang ở tại một điểm Hôm Tây ở trên Mộc Châu, Sơn La, gần gì nhỉ? Đồi chè trái tim ấy. Phải không nhỉ? Hơi tối anh em ạ. Thế bình thường chúc nhau. Đây là như thế nào? Chúc bé. Thế bây giờ cho nó một câu đi. Cho nó một câu nào đó đi. Đây nha. Gì nữa? Gì nữa? Thôi tiếp đi. Con luôn cho máu. Đây là những món ăn ở trên dân tộc các bạn nhé. Giá lại cái này cho ngon. Đây là thợ lên. Được để đưa chị ở nhau. À đây mà xuống. Đây là nhà dân ở trên dân tộc anh em nhé. Đấy. Nhà cửa cũng rất gọi là nghèo. Sợ. Đây là ở Mộc Châu. Trong nhà chả có gì nữa thế nào. Đấy. Đây là cô dâu đi chụp ảnh cưới. Dân tộc này. Đấy, con chó cả. Rất đẹp luôn. Con chó mông. Rất là đẹp. Cảnh đây rất là đẹp luôn. Đấy, bọn trẻ con là. Hello. Xin chào. Đây, cho một kẹo ấy. Nào. Cho kẹo ha. Đây, cho kẹo này. Hello. Xin chào. Xin chào đi. Nào, chào đi. Mấy kia lại đây. Đứng đây. Bạn nào mặt cũng lại luôn. Mấy kia đứng đây. Thái đây, đứng sát vào đây. Ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Cho kẹo nhá. Này, đi kẹo. Cho kẹo nhờ. Đấy. À, chú cho nhá. Chia nhau nhá. Chia nhau nhá. Đây, cái này, quay đây. Cho bọn nhỏ cái bánh cái này. Nè. Đấy. Cho cái bánh này. Cho cam này.
cu quả cam này. Đó, này, cho kẹo này. Bye bye nhá, chú đi về nhá. Bye bye đi. Ăn đi nhá. Tự nhiên đi làm. Đây là mẹ của cô bé nhá. Mẹ trẻ quá nhỉ, mẹ chắc chỉ mười mấy tuổi thôi nhỉ. Anh Sơn nhỉ. Ở bản tầm... Cô là các cái là mốt đấy. Chắc tầm mười mấy tuổi thôi. Mẹ của các bé rất là trẻ. Em ơi, em là mẹ các bé à? Ôi trẻ quá, bao tuổi rồi? 22 rồi. 22 rồi. Nhìn như mười mấy á. Bên trong năm trẻ quá. Nhỉ? Bên trong năm bao tuổi em? 6 tuổi. Bên trong năm bao tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi đã lấy á? 6 tuổi lấy chồng á? Sao lại sớm thế? Tạm biệt nhá. Tạm biệt nhá. Bye bye nhá. Đây nhá, đây là các nhà dân dân tộc Mông. Rất là đẹp luôn. Đi trải nghiệm rất là thú vị. Một lần lên đây nhớ cả đời luôn thật. Rất là đẹp. Trên này họ rất là nghèo khổ.